Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay cơ khí 24 giờ giới thiệu cái lọ máy Taro cần khí nén thương hiệu Unifast. Đây là lọ máy chất lượng mà giá cũng khá mềm. Thì dòng Taro khí nén này thì nguồn cung cấp cho nó là khí nén 6 đến 8 kg. Chúng ta dùng khí nén không dùng điện. Thì nó có cái ưu điểm đó là cần di chuyển rất là linh hoạt. Rất là linh hoạt, chúng ta dễ dàng định vị cái vị trí mình cần taro. Thì ở đây là taro được tối đa là M16. Với cái model này là model là AT-16-1001. Như vậy thì cái taro được từ M3 đến M16. Cái mũi taro này từ M3 đến M16. Và cái phạm vi làm việc lớn nhất là 1001. Cái R của nó là 1001. Ở đây thì máy nó có kèm theo cái bộ kẹp tháo lắp nhanh. Thì cái cô LED đây chúng ta thay thế nó rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ thay thế cái cô LED này vào trong cái này nha. Ví dụ đây đang kẹp mũi 16. Bây giờ mình thay cái cô LED này ra, mình đổi cô LED khác. Cũng khá nhanh. Đây, cô LED nó có kèm theo rồi, chúng ta chỉ cần rất là dễ gắn, chúng ta chỉ cần đút vào là nó dính thôi. Rồi, còn ở đây thì chúng ta đút cái mũi vào. Ở đây cái nó kẹp mũi 14, hiện tại mình không có mũi 14 này, có mũi 16 rồi. Ở đây thì có bộ lọc khí và đồng hồ đo, thì khí nguồn vào mình cung cấp vào đây. Ở đây chúng ta có thể chỉnh được cái áp lực khí. Chúng ta kéo lên và chúng ta xoay xong mình khóa lại. Và qua đây là cái bình dầu. Lưu ý là đối với dòng khí nén là chúng ta phải có châm dầu vào trong này nhé. Dầu để nó sẽ bôi trơn cho, trong quá trình taro thì nó sẽ bôi trơn cho cái động cơ này. Động cơ này nó phải có dầu thì nó bền mà nó lại chạy nó tốt hơn. Chúng ta không có dầu là nó sẽ bị khô và nó chạy nó sẽ dễ bị hư lắm. Tại vì trong quá trình taro khí thường là nó có hơi trong đó, nó có nước ngoài tách nước rồi đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng còn, thì nó có dầu nó sẽ đi theo nó vô nó bôi trơn. Dòng máy này rất là đơn giản, chúng ta hoặc là mình mua cái bàn, đó thì mua rời. Còn không thì chúng ta về ở đây nó có cái đế là chúng ta có thể gá lên cái tấm thép là mình, hoặc là trên cái bàn nào đó là mình có thể mình vận hành cái máy được rồi. Khá đơn giản. Thì máy nó quay đây, nó rất là dễ dàng, quay nhiều góc độ khác nhau.